Thì bên em sẽ có thêm một cái phần quà, đó là chiếc đèn năng lượng mặt trời xách tay cho anh chị luôn. Anh chị nhá, đèn năng lượng mặt trời xách tay, tấm pin tích hợp luôn này. Em xin kính chào tất cả quý anh chị. Ngày hôm nay Việt Nhật Solar lại trở lại với một diện mạo mới. Và em muốn giới thiệu đến cho tất cả quý anh chị nào mà đang đi tìm kiếm một chiếc đèn năng lượng mặt trời với độ sáng mạnh. Anh chị có thể lắp đặt bộ đèn này ở các khu vực như là trang trại này, sân vườn, nhà kho, nhà xưởng, lắp ở hội trường. Đấy, bất kỳ những cái diện tích nào dao động tầm khoảng 400-500 mét vuông thì anh chị có thể lắp bộ đèn này, rất là đa năng anh chị nhá, độ bền rất là cao. Đấy, thì phía trước màn hình anh chị đang quan sát đây là hộp đèn, thì sau đây em sẽ đi vào và giới thiệu chi tiết về bộ đèn này, xem là thông số kỹ thuật của đèn như thế nào. Ở trên thị trường hiện nay á thì có rất là nhiều các loại đèn năng lượng mặt trời in công suất rất là cao, và khi mà họ bán ra ngoài thị trường những bộ đèn này thì thường thường giá nó chỉ dao động khoảng tầm 500-600 nghìn anh chị nhá. Đấy, đèn thì 3-4 nghìn W thì giá lại rẻ, thì chắc chắn là không bao giờ đảm bảo về chất lượng anh chị nhá. Bán một lần là xong, bán một lần là tắt máy thuê bao. Đấy, không có chuyện bảo hành gì cả. Anh chị mua những bộ đèn mà giá rẻ thì ban đầu là mình sẽ được về phần tài chính, nhưng sau này khi mà mình sử dụng khoảng tầm vài tháng đèn nó hỏng thì coi như là mình phải vứt bỏ, chứ không bao giờ có chuyện gọi điện người ta bảo hành đâu anh chị nhá. Rồi thì bây giờ em sẽ đi vào và giới thiệu chi tiết về thông số kỹ thuật của đèn để cho anh chị cùng xem, và em sẽ báo giá trực tiếp anh chị nhá. Em sẽ báo giá trực tiếp đấy, xem là anh chị mua bộ đèn này thì bỏ ra bao nhiêu tiền anh chị nhá. Thì đây chính là hộp đèn anh chị nhá, một diện mạo rất là mới đến từ thương hiệu đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật. Thì anh chị có thể nhìn thấy là trên hộp sẽ có hình của đèn, và đặc biệt là sẽ có logo thương hiệu độc quyền được in trực tiếp ở trên hộp đèn anh chị nhá. Đây là logo thương hiệu độc quyền của bên công ty Việt Nhật Solar. Thì đằng sau có lưng của em đây cũng là logo thương hiệu độc quyền anh chị nhé. Trên hộp đèn thì sẽ có logo thương hiệu độc quyền đấy, và sẽ bao gồm là những cái chi tiết khác. Anh chị có thể nhìn thấy là hộp nó rất là to, thì chứng tỏ là bên trong chắc chắn là sẽ có được một bộ đèn năng lượng mặt trời chất lượng anh chị nhé. Và khi mà anh chị nhận hàng thì anh chị cũng sẽ nhận về cho mình là một hộp đèn y như thế này anh chị nhé, rất là nặng, và về phần đóng gói thì nó sẽ rất là quy cách và rất là chuẩn anh chị nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ đập hộp cho anh chị cùng xem là bên trong của nó sẽ bao gồm những cái gì anh chị nhé. Đây là những cái mà khi mà shipper người ta mang đến tận nhà cho anh chị đấy, thì anh chị sẽ nhận được y chang như thế này anh chị nhé. Và anh chị có quyền là mở ra và kiểm tra xem là có đúng bên trong nó sẽ bao gồm những cái linh kiện phụ kiện như thế này không anh chị nhé. Thì mở hộp sản phẩm ra ấy, thì cái điều đầu tiên anh chị quan sát giúp em là một cái lớp xốp rất là dày. Đây là lớp xốp bên trong của đèn nhé, rất là dày, giúp bảo vệ sản phẩm sẽ không trường hợp là bị vỡ hoặc là bị gặp những cái sự cố gì. Đấy, đây là lớp xốp rất là dày anh chị nhá. Đầu tiên là anh chị sẽ nhận được một tấm pin năng lượng mặt trời. Thì anh chị hãy quan sát giúp em nhé, tấm pin này nó có một cái kích thước rất là to và cầm lên nó rất là nặng này. Đây, đây là kích thước của tấm pin năng lượng mặt trời này, nó rất là to anh chị nhá, nó rất là to. Đấy, thì tí nữa em sẽ đo cho anh chị cùng xem về kích thước của tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, tiếp theo đó là một lớp xốp nữa này. Đấy, rất là nhiều xốp. Và đây là về phần ốc vít và điều khiển để sử dụng đèn anh chị nhá. Một thanh giá đỡ của tấm pin năng lượng mặt trời. Và điều quan trọng nhất ở đây chính là về phần thân đèn. Đây là thân đèn năng lượng mặt trời anh chị nhá. Đấy, đây là phần thân đèn. Đây anh chị quan sát giúp em này, hộp được đóng gói và làm rất là chuẩn chỉ này. Đấy, rất là quy cách. Bây giờ em sẽ đi vào và giới thiệu chi tiết cho anh chị cùng xem về thông số kỹ thuật của đèn và tấm pin năng lượng mặt trời. Thì bộ đèn này được bên công ty Việt Nhật Solar chúng em bảo hành với thời gian là 5 năm anh chị nhá, 5 năm. Đây chính là phía bảo hành của bên công ty em. Trên phía bảo hành thì cũng sẽ có là logo thương hiệu này, địa chỉ công ty này, địa chỉ của trung tâm bảo hành. Đằng sau này sẽ là thông tin của khách hàng, gói bảo hành này và những cái chính sách trong cái phần gói bảo hành anh chị nhé. Đấy, anh chị quan sát giúp em, đây là phía bảo hành của bên công ty em. Rồi thì bây giờ sẽ đến phần thông số đèn. Thì thoạt nhìn bên ngoài nhá, khi mà anh chị nhận hàng, anh chị hãy nhìn giúp em nhé, bộ đèn này nó có cái hình dáng thiết kế rất là đẹp anh chị nhá, nó không phải là vuông đầu sắc cạnh như dòng đèn pha. Đấy, thêm vào đó nó sẽ một phần uốn cong như này thì nó sẽ rất là đẹp. Thì bộ đèn này anh chị có thể lắp ở trong phòng khách này, phòng bếp, lắp ở trong nhà. Đấy, nó rất là đẹp anh chị ạ. Đấy, em sẽ đo cho anh chị cùng xem về phần kích thước của mặt đèn. Về phần chiều dài của mặt đèn thì đèn đạt được là 37 cm anh chị nhé. Đây,
37cm này. Còn về phần chiều rộng của mặt đèn này thì là 30cm anh chị nhé, 30cm này. Đấy, tức là 30 x 37. Đấy là về phần thiết kế chu vi của mặt đèn. Thì chiếc đèn này được thiết kế với cái mặt kính cầu lồi PC này. Thì nó sẽ có một cái hay, đó là khi mà anh chị bật ánh sáng, nó đi xuyên qua những cái viên bi cầu lồi này, nó sẽ khuếch tán ánh sáng, nó cho ra độ sáng tỏa rộng này, tỏa đều hơn so với những dòng đèn pha anh chị nhé. Nên là nếu mà là dòng đèn pha ấy, chip LED nó làm hõm ở bên trong thì ánh sáng nó sẽ tập trung đi xa hơn. Còn riêng đối với mẫu đèn này nó sẽ tỏa rộng sang hai bên rất là nhiều anh chị nhé. Nên là anh chị có thể gắn ở trên tường này, gắn ở trên cột đều được. Chiếc đèn này được lắp đặt dòng LED cực kỳ cao cấp và là mới nhất trong năm 2024. Đó là LED 5054, dòng LED COB cao cấp với hiệu suất ánh sáng rất là tuyệt vời anh chị nhé. Thì tổng số chip LED của chiếc đèn này là 238 chip LED, 238 chip LED anh chị nhé. Em cam kết một điều với anh chị là khi mà anh chị lắp đặt bộ đèn này lên với chiều cao lắp đặt là từ 4 đến 5 mét, đèn nó sẽ phả ra sáng, phủ sáng được với diện tích dao động tầm khoảng 400-500 mét vuông. Đấy, như anh chị nào mà chuyên lắp cho nhà kho này, nhà xưởng này, nhà máy này, trang trại này, sân vườn này, thì anh chị lắp bộ đèn này nó rất sáng anh chị nhá. Ánh sáng của nó rất là tốt và đặc biệt nó không bị chói mắt. Anh chị có thể sinh hoạt này, làm việc, hoạt động dưới ánh sáng của đèn vô tư thoải mái luôn anh chị nhá. Đấy, 238 chip LED và dòng LED là 5054. Thì trên đèn được hiển thị đây là logo thương hiệu độc quyền đến từ công ty điện năng lượng mặt trời Việt Nhật Solar anh chị nhá. Đây là logo thương hiệu độc quyền. Bên cạnh đó sẽ là vạch báo pin này, đây là vạch báo pin anh chị nhá. Và đây là mã hiệu của sản phẩm là VN900 với cái model sản phẩm là 900W và cái chỉ số này là chỉ số chống nước này, IP68 cao nhất vào thời điểm hiện tại. Thì ở trên thị trường hiện nay có một số đèn năng lượng mặt trời mà người ta ghi là IP75 hoặc là IP80, IP90 ấy, đấy là đều là hàng ảo hết anh chị nhá. Nó chỉ đơn giản là in cao lên để đánh lừa vào cái tâm lý khách hàng thôi. Còn IP68 này, 6 là chống bụi bẩn này, còn 8 là chống nước anh chị nhá. Chống nước và chống bụi bẩn tuyệt đối luôn. Thì chiếc đèn này có thể tháo rời được mặt kính, nên sau này khi mà anh chị sửa chữa, anh chị bảo dưỡng, anh chị bảo hành nó rất thoải mái. Trên viền của đèn này được thiết kế là những cái đường gioăng cao su và bao gồm là ốc anh chị nhá, ốc để tháo rỡ mặt đèn. Đấy. Thì đây là sơ bộ về phần hệ thống mặt kính cũng như là những cái phần hiển thị mà anh chị có thể nhìn thấy thực tế. Còn tiếp theo là đến phần tuổi thọ của đèn. Thì nó sẽ dựa vào đó chính là hệ thống của vỏ đèn. Thì chiếc đèn này được lắp đặt với chất liệu là vỏ nhôm đúc nguyên khối anh chị nhá. Đây là lớp vỏ nhôm đúc nguyên khối này. Thì khi nhận hàng cái này thì mình được quyền kiểm tra. Anh chị có thể lấy dao hoặc là lấy cái dụng cụ gì đó anh chị siết này, anh chị cạo ra thì anh chị sẽ biết đây là lớp vỏ nhôm hay là vỏ nhựa. Vỏ nhôm này thì nó sẽ có một cái tính năng rất là hay, đó là tản nhiệt tốt khi mà chip LED phát sáng. Và điều đặc biệt đấy là nếu mà anh chị treo chiếc đèn này ở ngoài trời thì nó có thể chịu được nắng mưa thất thường. Đấy, nó kháng được nắng mưa, nó không bị han rỉ, nó không bị bay màu, nó rất là bền anh chị nhá. Đấy, nên là khi mà anh chị lựa chọn một bộ đèn thì bên em luôn luôn muốn tư vấn cho anh chị những cái dòng sản phẩm tốt nhất. Còn nếu mà anh chị mua đèn vài trăm nghìn ấy thì nó chỉ làm bằng vỏ nhựa thôi, hoặc là có là nhôm thì nó cũng là nhôm rẻ tiền anh chị nhá. Còn hàng này thì mình nhận, mình được kiểm tra nó rất là cứng, nó rất là cứng cáp và rất là bền anh chị nhá. Đấy. Đây là những cái mà anh chị có thể nhận biết luôn từ bên ngoài. Thì tiếp theo đó là về phần hệ thống của pin lưu trữ. Thì chiếc đèn này được lắp đặt bao nhiêu dung lượng? Thì ở ngoài thị trường hiện nay, ví dụ như những cái đèn năng lượng mặt trời mà bán giá khoảng 500.000 hoặc 600.000 ấy, thì nó chỉ lắp đặt những cái dung lượng rất là kém thôi. Bởi vì đắt nhất của một bộ đèn năng lượng mặt trời đó chính là phần pin lưu trữ anh chị nhá. Phần pin lưu trữ cực kỳ quan trọng. Bởi vì là sau khi mà được tích tụ nạp điện thì phần pin lưu trữ này nó sẽ có cái việc đó là xả ra. Thì nếu mà pin lưu trữ tốt, pin lưu trữ khỏe, dung lượng lớn thì nó sẽ cho ra một cái thời gian chiếu sáng vô cùng ổn định anh chị ạ. Thì bộ đèn năng động mặt trời 900W này bên em lắp đặt cấu hình chạy 10 siêu pin anh chị nhá, 10 siêu pin. Và dòng pin hiện tại bây giờ mới nhất là pin 32700, nạp nhanh xả sâu, rất là tốt và rất là bền, tuổi thọ cao anh chị nhá. 10 siêu pin này là pin loại A, pin loại xịn, dung lượng chuẩn của nó là 6000 mAh một quả, và 10 siêu thì nó sẽ là 60000 mAh anh chị nhá. Em cam kết với anh chị là dung lượng này nó có thể giúp đèn chiếu sáng với thời gian là ít nhất là trên 12 tiếng. Còn khi nào mà sạc đầy, nắng tốt thì anh chị có thể chiếu sáng được thời gian là 18, 20 tiếng thoải mái anh chị nhá. Đèn vô cùng là tuyệt vời, chất lượng anh chị ạ.
Thì bây giờ em sẽ đi vào và tháo toàn bộ cái lớp bóc này ra này, tháo mặt kính ra để cho anh chị cùng kiểm tra về chip LED và kiểm tra về phần hệ thống cell pin bên trong xem có đúng như đã quảng cáo hay không anh chị nhé. Đấy thì sau khoảng tầm 5 phút thì em ra tháo toàn bộ những con ốc này ra nhé. Tháo toàn bộ những con ốc này ra này. Đấy thì bây giờ em sẽ mở lớp kính đầu tiên. Đó là lớp kính chóa đèn anh chị nhá, lớp kính chóa đèn thì anh chị quan sát giúp em nhé. Thì đây chính là cái những cái viên mắt ngọc này. Đấy, viên mắt ngọc này nó sẽ giúp khuếch tán ánh sáng này. Nó sẽ khác hoàn toàn với cả những cái lớp chóa đèn bình thường của những cái đèn khác. Đấy. Thì tiếp theo đó là lớp bảo vệ này. Đấy thì bây giờ đây sẽ là thông số kỹ thuật của đèn nhé. Đây là số LED trên đèn này là 238 chip LED và dòng LED là dòng LED 5054 anh chị nhé, 5054. Đây anh chị quan sát này, LED 5054 nó sẽ có hạt gần như là vuông. Đấy, và hạt LED mắt LED của nó rất là to này, rất là to và nhìn nó rất là xịn anh chị nhá. 238 chip LED. Đây là những cái mạch bảo vệ, mạch điều khiển này, rồi là các mối hàn cũng được làm rất là chỉnh chu, rất là cẩn thận anh chị nhá. Bây giờ thì em đã tháo sẵn 6 con ốc này, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 con ốc. Em đã mở sẵn ra rồi thì bây giờ nhấc cái lớp chip LED này ra này. Thì bên trong nó sẽ bao gồm là hệ thống pin lưu trữ. Thì anh chị quan sát giúp em nhá. Thì đây này, anh chị quan sát giúp em này, nhìn này. Đấy, đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cell này. Và đây là hai hàng anh chị nhá. Hai hàng này thì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 cell pin anh chị nhá. Chuẩn như là đã quảng cáo, 10 cell pin 32700, dung lượng là 6A một quả, 6 x 10 là bằng 60A. 60A thì tương xứng với 60.000 mAh. Đấy, nên là bên này em làm ăn luôn luôn là công khai để cho anh chị cùng hiểu rõ về bên trong của đèn. Còn đây là chất liệu vỏ nhôm này. Anh chị quan sát đây là chất liệu vỏ nhôm anh chị nhé. Đấy là toàn bộ bên trong của chiếc đèn năng động mặt trời có mã hiệu là 900W anh chị nhé. Tiếp theo là đến phần tấm pin năng động mặt trời. Thì để có thể được sạc đủ được cho cái dung lượng pin là 60.000 mAh thì bên này em sẽ cung cấp cho anh chị một tấm pin năng động mặt trời rất là to. Đây, tấm pin này thì nó rất là to và nó rất là khỏe anh chị nhé. Đây, thì đây là tấm pin thì anh chị có thể nhìn thấy là đèn năng lượng mặt trời chính hãng ấy, thì bộ đèn năng lượng mặt trời có một cái công suất cao thì đi kèm theo đó sẽ là một cái tấm pin năng lượng mặt trời to. Còn ở trên mạng người ta cứ quảng cáo tào lao rồi là giới thiệu về những dòng đèn năng lượng mặt trời mà in công suất vài nghìn watt ấy, tấm pin lúc nào mà họ cũng cầm ở trên tay nó rất là nhỏ. Đấy, như vậy nó sẽ không đảm bảo về phần chất lượng. Nên là anh chị hãy lên tìm hiểu kỹ một chút. Đấy, và mình tìm hiểu sâu thì mình sẽ biết được đâu là hàng chất lượng, đâu là hàng chính hãng anh chị nhá. Bây giờ em sẽ đi vào và đo cho anh chị cùng xem về kích thước của cái tấm pin này. Đầu tiên đó là em đo về phần chiều dài của tấm pin. Thì hiện tại thì chiều dài của tấm pin nó đạt được ở đây là 67cm anh chị nhá. Đây, 67cm này. Chiều dài là 67. Còn về phần chiều rộng này thì tấm pin năng lượng mặt trời này đạt được là 64cm anh chị nhá. Cái này ấy, thì khi mà hàng đến tận nhà anh chị ấy, anh chị hãy chuẩn bị sẵn thước, đo xem có đúng như đã quảng cáo hay không anh chị nhá. Và cái điều đặc biệt đấy, để phục vụ cho những anh chị nào ở khu vực nhiều, ở khu vực mà ít có nắng này, anh chị ở khu vực miền Trung trở ra mà anh chị muốn sử dụng đèn năng lượng mặt trời tốt thì hãy sắm cho mình một bộ đèn này. Đây là tấm pin năng lượng mặt trời mono. Cái này thì anh chị hãy lên Google kiểm tra về chất lượng của tấm pin mono và tấm pin poly. Đây là bộ đèn năng lượng mặt trời được sử dụng tấm pin mono với hiệu năng sạc rất là nhanh. Trên mặt của tấm pin năng lượng mặt trời này được phủ rất nhiều sợi quang học thì hiệu suất sạc của nó tốt hơn anh chị nhé. Đấy, nên anh chị yên tâm là mùa nào mình cũng sử dụng được đèn năng lượng mặt trời. Đấy, thì mặt của tấm pin này thì được làm với mặt là mặt kính cường lực. Mặt kính cường lực này nó rất là bền, nên là đừng có vấn đề ở đây anh chị lo ngại là mưa đá hay là sấm sét hay là bất kỳ một vấn đề gì. Đấy, đây là một tấm pin năng lượng mặt trời vô cùng chất lượng anh chị nhé. Chiều dày của tấm pin được làm bằng khung nhôm này, rất là dày dặn này anh chị nhé, rất là dày. Đấy, cái này thì khi nhận hàng mình được kiểm tra thực tế luôn. Tiếp theo là đến phần hệ thống đằng sau này, thì đây là phần hệ thống dây nối. Đây là phần hệ thống dây nối của tấm pin. Thì cái phần dây nối này cũng rất là quan trọng anh chị nhá. Ở trên thị trường hiện nay thì để cắt giảm bớt được chi phí tiền của một bộ đèn thì họ cũng làm cái dây này nhỏ này. Nhưng đối với sản phẩm của bên Việt Nhật thì anh chị sẽ được nhìn thấy là dây nó rất là to anh chị nhá. Đây là dây to, dây sợi rất là to. Thì dây càng to nó sạc càng nhanh anh chị nhá. Và đây là chiều dài của dây là 5m, tức là chiều dài từ tấm pin năng lượng mặt trời đến đèn là 5m. Còn nếu mà anh chị cần để tấm pin ở khu vực xa hơn, ở vị trí xa hơn thì hãy liên hệ trực tiếp đến bên nhà em. Bên nhà em sẽ cung cấp và bán thêm dây cho anh chị. Dây nó không đáng bao nhiêu tiền. Mình sắm một bộ đèn năng lượng mặt trời này thì mình muốn dây xa hơn thì mình liên hệ. Bên nhà em sẽ cung cấp cho anh chị những cái đoạn dây nối cực kỳ chất lượng. Về mình chỉ việc cắm là xong thôi, chứ mình không nên cắt anh chị nhá, không nên cắt ra để nối. Đấy là toàn bộ về về
về phần tấm pin năng lượng mặt trời. Đây em sẽ cho anh chị cùng xem về thông số kỹ thuật của tấm pin này. Đây là tấm pin năng lượng mặt trời có cái công suất là 60W anh chị nhé. Kích thước là 670 x 640. Và hiện tại là cái điện áp của tấm pin này là 6V anh chị nhé. Hôm nào mà nắng tốt thì nó có thể lên được là 7,2V. Còn hôm nào mà bình thường thì nó có thể sạc được là 6V. Còn cường độ dòng điện của nó là 10A. Và nếu mà mắc của nó sẽ là 12A anh chị nhé. Đây là anh chị yên tâm, 12A nó sạc vô cùng nhanh. Đấy, hơn hẳn là những cái dòng điện, đèn năng lượng mặt trời giá rẻ ở trên thị trường anh chị nhá. Thì vừa rồi em đã giới thiệu rất là chi tiết về bộ đèn năng lượng mặt trời mẫu mới có mã hiệu sản phẩm là VN900 với công suất là 900W. Thì bây giờ em sẽ báo giá cho anh chị này. Ở trên thị trường hiện nay, nếu mà cùng rộng dạng sản phẩm như này thì có những nơi người ta bán giá cao, có những nơi người ta bán giá thấp. Thì với cấu hình như thế này thì hiện tại bên đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật đang bán với mức giá là 1.700.000 anh chị nhá. 1.700.000 một bộ. Giá này là giá miễn phí ship vận chuyển rồi. Và trong tháng 8 này, nếu mà anh chị xem được video tháng 8 của năm 2024 anh chị nhé. Nếu mà anh chị xem được video này mà anh chị mua hai bộ đèn năng lượng mặt trời này thì bên em sẽ có thêm một cái phần quà, đó là chiếc đèn năng lượng mặt trời xách tay cho anh chị luôn. Anh chị nhá, đèn năng lượng mặt trời xách tay tấm pin tích hợp luôn này. Đèn có nhiều chế độ ánh sáng trắng, ánh sáng vàng, ánh sáng trung tính, chế độ cảnh báo anh chị nhá. Và điều đặc biệt là nó có thể sạc được điện thoại, rất là tiện lợi, mình có thể mang đi rừng này, hoặc là đi du lịch này, đi cắm trại này, hoặc là để trong xe ô tô rất là tiện dụng, hoặc là vô tình nhà chỉ cần mất điện một cái là mình có ngay cái dòng sản phẩm này. Ban ngày thì mình chỉ cần để ra ngoài trời thôi để cho nó nạp nắng, nạp pin cho đèn, còn buổi tối thì mình sử dụng rất là tiện anh chị nhá. Đấy, anh chị có thể là sử dụng treo ở bất kỳ vị trí nào cũng được, treo lên anh chị nhá. Đây là một cái phần quà và cái thời gian là trong tháng 8 của năm 2024. Thì nếu mà anh chị nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm này, đang thấy cái dòng sản phẩm này đúng với nhu cầu mà anh chị định mua thì hãy liên hệ trực tiếp đến hotline đang chạy trên màn hình của công ty điện năng lượng mặt trời Việt Nhật. Bên em sẽ ship hàng đến cho anh chị 1.700.000 anh chị nhá. 1.700.000 là bao ship, miễn phí ship vận chuyển rồi. Mua hai bộ thì tặng ngay một bộ đèn năng lượng mặt trời xách tay. Đấy, những anh chị nào mà là thợ này, anh chị mà là nhà phân phối, đại lý muốn nhập số lượng lớn, muốn có được mức giá tốt thì hãy liên hệ. Bên em sẽ có đội ngũ tư vấn cho anh chị cách thức nhập hàng, giá nhập tại kho, giá nhập tại xưởng rất rẻ. Đấy, thì hãy cùng với bên Việt Nhật đẩy mạnh thương hiệu đèn này ra bên ngoài thị trường để cho khách hàng bỏ qua những bộ đèn năng lượng mặt trời giá rẻ đi anh chị nhé. Đấy, bởi vì hàng hiện nay là hàng trôi nổi trên thị trường nó rất là nhiều. Rồi thì bây giờ em sẽ đi vào và cho anh chị cùng xem độ sáng thực tế của đèn khi mà em treo đèn lên cao vào buổi tối để xem nó sáng tốt như nào anh chị nhé. Đấy, thì sau đây em sẽ test cho anh chị cùng xem độ sáng thực tế của mẫu đèn năng lượng mặt trời có mã hiệu là mắt ngọc 900W này, VN900 nhé. Đến từ thương hiệu đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật Solar, đèn chính hãng anh chị nhé. Đấy, thì hiện tại ở đây thì xung quanh nó rất là tối nhá, không nhìn thấy một cái gì. Thì bây giờ em sẽ bật đèn lên này. Đấy, cho anh chị cùng xem độ sáng.